tiên tri chính xác 100%, ba con giáp bất ngờ được trời cho lộc hưởng, ngồi chơi không cũng trúng số tiền tỷ, gánh vàng gánh bạc nặng vai, đúng 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2023. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, khi xem về vận trình của 12 con giáp, đúng 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này cho thấy, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp đặc biệt hơn cả, khi đúng thời gian này, sẽ là thời điểm để họ đổi vận mà lên hương. Công việc rồi cuộc sống đều được toại lòng như ý, tiền bạc thi nhau kéo đến, làm gì cũng đỏ hơn cả son. Vậy 3 con giáp được gọi tên đó là ai? Những cơ hội và thách thức gì đang chờ đón họ, đúng 5 ngày cuối tháng 10 âm này, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết dưới đây nhé. Con giáp đầu tiên, chúc mừng tuổi Mão. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình, lãnh đạm. Theo tử vi tuổi Mão âm lịch cho thấy, bản mệnh sẽ có một thời gian rất vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai. Được lục hợp che chở, vận quý nhân khá vượng, con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau, chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động xông xáo nhận viên nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người, đặc biệt quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho Mão nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau, có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất, có sự đồng hành của quý nhân, giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Vận trình tài lộc tươi sáng, Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận lớn, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính, hơn nữa công việc trong có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên tuổi Mão không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên. Không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vợ chồng hòa thuận, một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng, khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc, thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Sau đây, ta cùng xem vận trình trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, dành riêng cho từng tuổi Mão, có năm sinh may mắn, nhận được phúc lộc trời ban. 1. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi Quý Mão có một tuần khá thuận lợi, nhờ được các tinh chiếu mệnh, có nhiều khoản thành công trong sự nghiệp và được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Dù khó khăn tìm tới bạn cũng không ít, công việc nhìn chung đều thuận lợi và giúp bạn củng cố uy tín, cũng như thực lực của mình, người có tâm thì ắt sẽ có tầm. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được những tin tức có lợi cho mình trong sự nghiệp, nên tận dụng những mối quan hệ làm ăn để giúp bản thân thực hiện kế hoạch lớn. Không chỉ sự nghiệp, tài chính của những chú mèo cũng đang trên đà khởi sắc, tuy nhiên điều đó cũng đòi hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn, chỉ có điều nếu con giáp này chăm chỉ làm phước thì may mắn đến cực kỳ nhanh. Nhìn chung càng về cuối năm, con giáp này càng làm ăn phát đạt, các khó khăn sẽ lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cơ hội. Tuổi Mão chỉ cần bình tĩnh để nắm bắt là có thể đạt được thành tựu lớn, không phải ai cũng làm được. 2. Người sinh năm 1975, tuổi Ất Mão. Xem tử vi 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch tuổi Ất Mão, người tuổi này đón một tháng vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Thời gian này thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, được lục hợp che chở. Vận quý nhân khá vượng,
Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau, chính vì thế mà hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Vận trình tài lộc tươi sáng, Ất Mão có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập cũng tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên muộn. Không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vợ chồng thì hòa thuận, một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng khi tuổi Ất Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc, thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. 3. Người sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão. Theo tử vi năm ngày cuối tháng 10 âm lịch của 12 con giáp, bước sang thời gian này, người tuổi Đinh Mão được nguyệt lệnh lâm đất trường sinh ủng hộ, nên vận trình được như ý, trạng thái tinh thần của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn, chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm mắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua, rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn. Nhìn chung mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và Đinh Mão sẽ bình tĩnh chinh phục được những nấc thăng quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó, bạn cũng có thể chọn ngày hoàng đạo ngay trong thời gian này để tiến hành. Có tài tinh chiếu mệnh nên tài chính cũng được thăng tiến hơn, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng, giúp bạn phấn chấn, nhưng vận tình cảm khiến bạn có đôi chút đăm chiêu, đôi bên nên có sự bình tĩnh khi đối thoại với nhau. Rõ ràng là lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ gìn được tình cảm. Cuối tháng có ngũ hành mộc vượng nên bạn cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng gan. Bạn cần cân bằng chế độ dưỡng chất trong bữa ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức khỏe tốt nhất và làm gì cũng nên cẩn trọng, tránh họa huyết quang. 4. Người sinh năm 1999, tuổi Kỷ Mão. Năm ngày cuối tháng 10 âm của tuổi Kỷ Mão ghi nhận những thành quả xứng đáng trong công việc. Sau bao ngày tháng nỗ lực, công việc tiến hành suôn sẻ, ký kết hợp đồng thuận lợi, có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, con đường thăng tiến rộng mở, có thời điểm thách thức song hành cùng cơ hội. Người thành công sẽ là người kiên trì tới cùng, chứ chưa chắc đã là người giỏi nhất, chỉ cần tuổi Mão nỗ lực, không gì là không thể. Tài lộc trong tháng dồi dào, mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, có điều tháng này nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh, tiền vào túi rồi lại ra, khó tích lũy được nhiều. Tình cảm của Kỷ Mão sẽ thăng hoa trong thời gian này, người độc thân thì gặp được đối tượng trong mộng, nói chuyện tâm đầu ý hợp, tình cảm tiến triển rất nhanh. Con giáp thứ hai, xin chúc mừng tuổi Thìn. Tính cách của người tuổi Thìn mạnh mẽ, coi trọng lý tưởng, có chi khí và thần thái bất phàm. Những người sinh vào ban ngày thì có khả năng tập trung rất tốt, cũng rất có ý chí phấn đấu. Những người sinh vào ban đêm thì theo chủ nghĩa hoàn hảo, có phần thiếu nghị lực và kiên nhẫn. Người tuổi Thìn có phúc tinh tử vi chỉ lối dẫn đường, trong cuộc đời gặp được quý nhân phù trợ. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công, người này cả đời gặp nhiều điều may mắn. Không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc ấm êm, không biết tới sóng gió bão bùng, tinh thần làm việc lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh quan đới giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản, hay người làm công chức nhà nước, công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, lanh lợi như bạn, chắc chắn sẽ làm được điều mà mình muốn, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu thì đây cũng là thời điểm lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đến nhanh thắng nhanh, bạn chắc chắn sẽ thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Vận quý nhân của con giáp này cũng rất vượng, dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do.
Con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, dù vậy vẫn nên tránh ngựa non háo đá, kẻo vận may bay biến. Nhờ có tài tinh chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong thời gian này, các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, các việc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội nằm trong tay, chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ của Thìn không có gì phải chê trách, các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm, người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón. Dù vậy bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Tình hình sức khỏe tuổi Thìn duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết của tuổi Thìn theo từng năm sinh, đúng năm ngày cuối tháng 10 âm lịch. 1. Người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Thời gian này, với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ, bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong thời gian này là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người mà Giáp Thìn yêu mến, có giải thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thông cảm. Bạn không cần phải dùng uy lực nhưng người khác vẫn kính nể, nhiều vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn một thời gian hanh thông và thuận lợi vô cùng. Tử vi cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Giáp Thìn, năm ngày cuối tháng này sẽ có tài lộc, nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình, nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong năm ngày cuối tháng 10 âm này. Tuy nhiên, ngũ hoàng nhập cung chính tây, báo hiệu mệnh chủ trong thời gian này dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng, nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức. 2. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Vận trình công việc của con giáp tuổi Bính Thìn thời gian này khá ổn, tuy ngày làm việc không nhiều, nhưng bạn khá bận tâm và gờ thái được kha khá thành quả. Bạn luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ngoài ra, bạn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn khi cần, nhờ đó mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Tình hình tài chính của người tuổi Bính Thìn trong thời gian này rất đáng mong đợi. Lúc này bạn đã nhận được chút thành quả cho những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua. May mắn là bạn lên kế hoạch tiết kiệm từ trước, nếu lúc này con giáp tuổi thì đã dành dụm được một số tiền, chuẩn bị cho những dự định lớn lao hơn. So với những người khác thì tình hình tài chính của bạn đã khởi sắc hơn trước rất nhiều, thậm chí có người mua được nhà, mua được xe trong thời gian này, tuy có thể là vay ngân hàng hoặc được người thân hỗ trợ, nhưng đó thực sự là thành quả đáng nể của bạn. 3. Người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Năm ngày cuối tháng 10 âm này, Mậu Thìn chịu sự chi phối của cục diện tương phá, báo hiệu tiểu nhân đeo bám gây cản trở khá nhiều trong công việc, song may mắn của bản mệnh là có nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ, lại có thiên đức soi đường dẫn lối nên vẫn hoàn thành mọi việc được đúng tiến độ, cấp trên không những không phàn nàn gì mà còn ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Người làm công ăn lương có những ngày bận rộn nhưng bù lại được nhận mức lương và thưởng khá hậu hĩnh, mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời. Khi đã vượt qua, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn so với tưởng tượng, công việc kinh doanh buôn bán tiến triển khá suôn sẻ, mặc dù bị cạnh tranh khốc liệt. Thời điểm này mọi nhu cầu dịch vụ đều tăng, bản mệnh nhân cơ hội này mở rộng quy mô kinh doanh, thúc đẩy doanh số bán hàng, hứa hẹn thu về thành quả xứng đáng. Theo tử vi khoa học, sang năm ngày cuối tháng 10 âm, có chính tài xuất hiện, người tuổi Mậu Thìn không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, tiền bạc, tiền hết lại có. Bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn từ vận trình bản mệnh kiếm được khoản thù lao đang ngưỡng mộ, ngoài thu nhập chính, các khoản thu phụ cũng khá nhiều. Túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, chỉ có điều cục diện tương phá vẫn ảnh hưởng từ xa, tuổi Mậu Thìn làm gì cũng cần cẩn trọng,
quản lý túi tiền thật chặt để phòng bị mất trộm, kẻ tiểu nhân lừa gạt. 4. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Là một trong những con giáp may mắn, thời gian này tuổi Canh Thìn có vận trình suôn sẻ, bạn sẽ giải quyết thành công một số vấn đề đã tồn tại trong một thời gian dài. Nhờ sự giúp đỡ của các cát tinh chiếu mệnh, đây là thời gian tuổi này sẽ đón nhận cơ hội phát triển mới, đầy hứa hẹn. Sau một thời gian vất vả, gian khổ, bản mệnh cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, phát huy những gì mình đã học được vào thực tế và tạo ra những thành quả tốt đẹp, công việc nhiều phần thuận lợi. Mua bán hàng hóa, ký hợp đồng làm ăn đều suôn sẻ, đường công danh quan lộ của con giáp này cũng thuận lợi, nhiều mối quan hệ làm ăn rộng mở, có quý nhân lớn tuổi giúp đỡ, kéo cát khí về cho bạn. Tài chính thu về cực tốt, những bạn trẻ có máu kiếm tiền, có thể thử những lĩnh vực mà bản thân thích trong thời gian này. Cuối tuần nên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng chiến đấu cày cuốc cho tháng mới. Con giáp thứ 3, xin chúc mừng tuổi Dần. Thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, người tuổi Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Tử vi cho biết, tháng này nhận định sẽ là khoảng thời gian phát triển ổn định với người tuổi Dần, với những tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện, đặc biệt là 5 ngày cuối tháng. Sẽ có cục diện tử vi tốt là lục hợp thái tuế và cát tinh thiên đức mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Vận trình có nhiều khởi sắc, giúp cho sự nghiệp của con giáp này có nhiều tiến triển khả quan. Đây là thời điểm vượng quý nhân phù trợ. Khi có lục hợp xuất hiện, nhờ đó mà có cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng, bản mệnh nên nhanh tay nắm bắt. Thiên đức cát tinh cũng đảm bảo cho các kế hoạch công việc đều diễn ra ổn thỏa và hầu hết đều đang nằm trong dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ngay ở những bước đầu đã giúp bạn theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời, cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Khi đó bạn sẽ có đủ năng lượng động lực và có cơ hội đạt được những tiến bộ đột phá trong công việc. Cũng trong thời gian này, khả năng sáng tạo và lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận. Nhờ đó mà con giáp này có thể được trao nắm giữ một số vai trò quan trọng trong tập thể. Đây chính là bước đệm thăng tiến mà bạn không nên bỏ lỡ. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác của bạn cũng sẽ rất cần thiết trong việc giúp bạn thành công trong quá trình làm việc nhóm. Bước sang thời gian này, không chỉ sự nghiệp mà tài vận của người tuổi Dần cũng trên đà khởi sắc. Con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tài chính. Bạn có thể có một số thu nhập tài chính hoặc cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng với chúng. Người làm công ăn lương có thể vừa yên tâm với thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa có thể đón thêm các khoản thu ngoài luồng như tiền hoa hồng, tiền dự án, phụ cấp trách nhiệm. Nhìn chung, thu nhập không chỉ đến từ một nguồn, qua đó bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống theo ý của mình. Với người làm kinh doanh, cục diện nhị hợp giúp các mối hợp tác làm ăn của Dần vô cùng suôn sẻ, nhân duyên tốt đẹp, mở ra những cơ hội gặp gỡ khách hàng, đối tác tiềm năng, hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm, bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ hội may mắn để thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn có thể khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người mạnh dạn đầu tư cũng có thể yên tâm, mặc dù rủi ro tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lợi nhuận thu về vẫn đủ để bạn tự tin cho những bước đi tiếp theo. Đặc biệt, sao tốt thiên đức sẽ giúp hóa giải phần nào những xui xẻo bạn có thể đối mặt, gặp dữ hóa lành. Vậy nên nếu bạn cảm thấy đã đến lúc phải làm việc lớn, đừng ngần ngại thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó bạn vẫn nên có sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu sự cạnh tranh từ đối thủ. Thời điểm này hãy nhớ, luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực cũng như luôn độc lập, tự chủ trong mọi tình huống. Bạn không cần thiết phải dựa dẫm vào ai để đạt được thành công. Thời gian này nhờ có nguyên lệnh lâm mộc dục, đào hoa có dấu hiệu tăng tiến, lợi cho tuổi Dần củng cố mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân có thêm cơ hội để làm quen, gặp gỡ, hẹn hò, nhưng vẫn cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Người có đôi thì ngày càng gắn bó, khăng khít bên nhau, có thể tính chuyện chung thân đại sự. Nhìn chung với thái độ tốt và với sự nỗ lực lực tích cực, những người bạn tuổi Dần sẽ luôn vui vẻ, suôn sẻ, nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật. Do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề về sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc, khiến cho cơ thể lao lực. Sau đây, ta cùng xem vận trình tử vi chi tiết trong 5 ngày cuối tháng 10 âm
của từng tuổi dần theo năm sinh sẽ nhận được những may mắn và cơ hội gì nhé? 1. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Người tuổi Giáp Dần có cơ hội gặp được nhiều điều tốt lành trong năm ngày cuối tháng 10 âm này bởi có nhiều cá tính nâng đỡ. Bạn làm việc gì cũng trôi chảy thuận lợi bất ngờ, chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc thì ắt thu được kết quả cao. Trên phương diện sự nghiệp, do được tam hội nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa, thậm chí quý nhân xuất hiện vào thời điểm này, giúp cho mọi việc trở nên hanh thông hơn. Khi được đối phương chỉ dẫn, bạn nhớ để ý lắng nghe, ắt thu được những lời khuyên hữu ích. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng gần như chẳng còn chướng ngại, bạn được người khác chỉ đường dẫn lối nên tránh được việc phải đi đường vòng. Lại thêm bảng tính nhanh nhẹn và mắt nhìn chuẩn xác, bạn có thể tự tìm được cơ hội làm ăn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy không được yên ải như ý muốn. Có thể vì bạn quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc gia đình, khiến tình cảm dần trở nên lạnh nhạt. Nếu chú ý thay đổi ngay từ bây giờ thì mọi việc vẫn có thể cứu vãn. 2. Người sinh năm 1986, tuổi Bính Dần. Thời gian này có chính quan chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần có được những bước tiến khá lý tưởng. Bạn có thể sẽ đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình, nhất là nam mệnh. Cát tinh Thái Dương cho thấy, quý nhân của con giáp này phần lớn cũng là những người nam giới xung quanh. Bản mệnh có thể lựa chọn cách ứng xử phù hợp để không đánh mất cơ hội được quý nhân trợ giúp. Thiên đức cát tinh cũng đảm bảo các kế hoạch công việc đều diễn ra ổn thỏa và hầu hết đều đang nằm trong dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ngay ở những bước đầu đã giúp bạn theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời, cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Khi đó bạn sẽ có đủ năng lực, động lực và có cơ hội đạt được những tiến bộ đột phá trong công việc. 3. Người sinh năm 1998, tuổi Mậu Dần. Sang đến năm ngày cuối tháng 10 âm, Mậu Dần được nguyệt lệnh ủng hộ, bộ ba cát tinh là Tả Phù, Nguyệt Mã và Thiên Vu đều hiệp lực hỗ trợ. Công việc chân đà thuận lợi, có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng cần chủ động nắm bắt. Có điều thời gian này cả quý nhân và tiểu nhân đều vận vượng. Bản mệnh nên thận trọng và khéo léo khi hành xử, xã giao để được lòng cấp trên mà vẫn không bị tiểu nhân quấy nhiễu. Tài lộc vẫn duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên trong tháng phát sinh nhiều khoản chi tiêu, cần tiết chế mua sắm, tránh bị hao tài tốn của vì những thứ không đâu. Trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình tình cảm của người tuổi Dần khá lý tưởng. Giữa các cặp đôi hầu như không xảy ra vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nếu có chỉ là giận hờn vu vơ, chưa thành xung đột hay cãi vã, chỉ cần một bên chịu nhượng bộ dỗ dành là mọi chuyện là êm đẹp. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta dù ít hay nhiều thì cũng sẽ ghen tị với người khác. Trẻ em ngưỡng mộ sự trưởng thành vững vàng của người lớn. Người lớn thì lại mong muốn có sự ngây thơ thẳng thắn của trẻ em. Người bình thường ngưỡng mộ sự xuất sắc của người nổi tiếng. Người nổi tiếng lại thèm muốn cuộc sống thoải mái của người bình thường. Chúng ta thường phàn nàn rằng mình sinh nhầm thời, tài năng không được đáp ứng, than thở về sự bất công của ông trời. Danh lợi không có cơ hội làm giàu, nhưng chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ trước những gì chúng ta đang có. Thực ra một người đến được thế giới này đã là một điều may mắn. Dù bạn là ai, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tị với cuộc sống của bạn. Bởi vì bạn là duy nhất trên thế gian này và mỗi người đều có những khả năng và điểm mạnh khác nhau. Bạn có bao giờ nghĩ rằng hãy trân trọng những gì mình có còn hơn là ghen tị với những gì người khác có, cho dù đó chỉ là trải nghiệm thất bại hay nỗi buồn bất lực? Khi bạn nhìn lại, tất cả những điều này sẽ trở thành sự tích lũy thầm lặng và dấu ấn vĩnh viễn trong cuộc sống của bạn. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ, chân thành và cảm động sâu sắc. Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại của bạn. Trong cuộc sống, con người có thói quen thể hiện những mặt đẹp nhất của mình đối với mọi người, nhưng ai có thể nhìn thấy đằng sau khung cảnh đẹp đẽ đó là những gì? Nhiều khi, nhận được nhiều hơn, đồng nghĩa với việc phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, bởi tốt và xấu là hai mặt song hành cùng nhau. Nhưng chúng ta luôn có thói quen nhìn vào những gì ở bên ngoài, vì vậy mọi người luôn thích so sánh mình với những người tưởng chừng như hoàn hảo đó, và coi họ như hình mẫu trong cuộc sống. Những người khác luôn chỉ là vẻ bề ngoài trong mắt bạn, và vẻ bề ngoài thường chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Lúc này điều bạn thực sự ghen tị chỉ là trí tưởng tượng của chính bạn. Có lẽ khi bạn đang ghen tị với họ, họ cũng thầm ghen tị với những gì bạn có. Tâm lý thông minh nhất là hãy coi trọng những gì bạn có, nghĩ rằng đây là những thứ bạn cần nhất và trân trọng chúng, những gì bạn sở hữu. Có thể không được bao quanh bởi vầng hào quang, nhưng nó giản dị và chân thực,
giống như nước đun sôi, có thể không thú vị như đồ uống rực rỡ, nhưng lại là thứ làm dịu cơn khát nhất. Bản thân sự so sánh không có gì sai, so sánh sẽ có thể dẫn đến sự tiến bộ. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện thực, việc thường xuyên so sánh với người khác thường khiến bản thân rất bất hạnh. Thay vì sống trong sự ghen tị với người khác, thà tạo ra hạnh phúc cho riêng mình sau cánh cửa đóng kín. Luôn ghen tị với người khác chỉ có thể gây thêm đau đớn và tổn hại cho bản thân, đồng thời chỉ gây ra sự bất an cho chính mình. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, trình độ học vấn và tính cách khác nhau, do đó sẽ tạo nên những cuộc sống khác nhau. Dù có một chút tương đồng ở giữa, cũng sẽ cách xa nhau hàng nghìn dặm. Vì vậy, việc so sánh với người khác đều là vô nghĩa, có thể so sánh với chính mình mới là điều quý giá nhất. Nếu hôm nay bạn tiến bộ hơn ngày hôm qua, thì chứng tỏ bạn đã thành công và lựa chọn con đường đi đúng đắn. Người khác là phong cảnh trong mắt ta, nhưng chỉ chính họ mới biết được bùn lầy dưới chân mình như thế nào. Đừng ghen tỉ với cuộc sống của người khác, hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình một cách hạnh phúc và vui vẻ. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ top 3 con giáp cực đỏ trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác và anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong tháng mới năm 2023 âm lịch. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.